Mới đây tại Hà Nội, Hiệp hội Thụy Sĩ vì sự hợp tác quốc tế Helvetas Việt Nam phối hợp với Liên minh Thương mại đa dạng sinh học có đạo đức UEBT và Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn CRED đã tổ chức lễ ra mắt đại diện của UEBT tại khu vực Đông Nam Á. Tại buổi lễ, ông Jonas Grinder, Phó trưởng phòng hợp tác Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam cho biết, hiện nay người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm bảo đảm sức khỏe, trong đó có các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Chính vì vậy ngày càng nhiều công ty được thành lập với hoạt động khai thác nguyên liệu từ thiên nhiên với công suất lớn dẫn tới mức báo động. Nếu không được quản lý chặt chẽ có thể sẽ dẫn tới việc phá hủy tài nguyên thiên nhiên. Để đảm bảo khai thác bền vững các nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên, các doanh nghiệp cần có hệ thống khai thác đạo đức và đổi mới. Do vậy, UEBT đã xây dựng các tiêu chuẩn và hướng dẫn liên quan đến xây dựng hệ thống khai thác nguyên liệu bền vững, có đạo đức và hỗ trợ cho các doanh nghiệp có lộ trình để thực hiện đổi mới hệ thống khai thác. Cụ thể là các bộ tiêu chuẩn thương mại đa dạng sinh học có đạo đức. Bên cạnh đó, UEBT cũng thực hiện các đánh giá và cấp chứng nhận cho các công ty đáp ứng được các tiêu chuẩn này. Đó là sự chia sẻ công bằng các lợi ích có được từ khai thác tài nguyên đa dạng sinh học, phát triển kinh tế địa phương, tôn trọng quyền con người, người lao động và tri thức bản địa tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế